Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong clip này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là dán cái đề can biển số cũng như thông tin của xe lên trên cái xe này. Đây là chúng ta sẽ có là cái biển số hai bên hông. Và cái thông tin công ty ở trên kính cửa xe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt tay thôi các bạn. Thì ở đây sẽ có là cái biển tên ở bên hông và phía sau. Đầu tiên mình sẽ xé ra cái đôi cái tờ biển số này ra. Đấy các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta cần xé cái đầu lên. Đây các bạn xem này, hơi khó nhìn. Đấy, các bạn xé từ cái đầu. Xé như thế này. Mục đích chúng ta là xé cho cái đầu hàng chữ này nó lộ ra. Như thế này đó các bạn. Bạn cứ xé khi nào hết cái hàng số này thì thôi. Xé hết hàng số này thì thôi. Sau khi mà chúng ta xé thì chúng ta sẽ được như thế này. Thế các bạn chờ chút, nó bị dính rồi. Ồ, nó dính tầm lắm thế này. Đây. Các bạn sẽ được như thế này. Đấy. Để dán nó chúng ta làm sao. Đây là vị trí nó còn in cái số cũ. Vì vậy chúng ta sẽ dán theo. Dán vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ căn cho cái hàng, cái đầu của hàng số này đều với hàng trên. Đầu đều với hàng trên các bạn. Đều là được. Chúng ta cầm hai đầu căng ra hai bên. Kéo căng vào. Khi định vị đã chuẩn rồi chúng ta sẽ lấy tay vuốt cái đầu trên này. Giống đầu như thế này cho nó giữ. Sau khi mà nó giữ rồi chúng ta vuốt đều thế này. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xé đôi cái hàng số này ra. Các bạn móc thế này. Móc như thế này. Móc xuống. Móc thành bước thế này. Đây cũng vậy. Nhớ làm từ tay các bạn. Rất là đều tay rồi. Ra công việc là mình đã làm từ lâu rồi, cách đây khoảng 5-6 năm gì đó. Hôm nay tập đây đó. Quên số rồi các bạn, quên cái khoảng cách này. Đây, quên cái không được rồi. Đây đó. Chúng ta đã xong cái phần dán số phía sau. Để tiết kiệm thời gian của các bạn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là dán cái phần còn lại của cái cánh cửa này. À, chúng ta tiến về phía trước nào. Đây. Xe này rất là chiến. Đây. Xe này có máy ở đây.
Đây, để các bạn dễ quan sát. Đây, ở đây là do mình đã lột cái nền ngoài nước rồi, nên việc bây giờ là vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ xé phần ngoài đi. Đấy, xé bớt cái này đi. Thì mưa là nó sạch sẵn rồi nên thành ra mình không cần lau nữa, lau sơ thôi. Đây, các bạn sẽ lột hết nguyên một cái miếng này, một cái mảng này. Rồi, các bạn. Quên, nhầm, xin lỗi các bạn. Đây, như thế này, các bạn phải xé một phần xíu thôi. Các bạn xem nào. Đấy. Vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn là dán cái đèn can biển số lên thùng xe tải hoặc xe máy các bạn. Hy vọng kiến thức vừa rồi chia sẻ với các bạn là sẽ giúp ích các bạn. Thì mình sẽ cố gắng cho ra đời clip hơn ít, nhiều clip hữu ích nữa các bạn. Mong các bạn là đăng ký kênh, like clip và chia sẻ kênh của mình. Các bạn nhận những cái bài hướng dẫn clip tiếp theo cũng về đề can. Rất vui gặp lại các bạn tiếp theo. Xin chào các bạn.